Xin chào các bạn. Đây là tin tức Facebook 2020 phát thanh từ thủ đô Washington, Hoa Thịnh Đốn của Hoa Kỳ. Hôm nay chúng tôi xin chuyển tới các bạn bài viết có tên gọi là Dư luận viên là một bầy chuột cống. Đôi điều nhận diện về bản chất nhiệm vụ của bọn bò đỏ này của tác giả Lê Hồng Song. Sau đây là nội dung bài viết. Dư luận viên ở Việt Nam chỉ là một trò rập khuôn theo Trung Cộng, hay là còn gọi là tàu cộng. Thực ra những đội ngũ này làm nhiệm vụ chèo lái định hướng dư luận trong dân, bất kể đúng sai, chỉ cần theo chỉ thị của nhà cầm quyền. Chúng văng tục chửi thề mạt sát những người bất đồng chính kiến với chế độ. Chúng cũng chẳng cần có đầu óc suy nghĩ, cứ thấy trái ý của chủ thuê là chúng điên cuồng, lồng lộn, lên chửi rủa. Ở Việt Nam, bọn này thường được gọi là dư luận viên, hoặc lực lượng được thành lập trong quân đội, thường được gọi là AK-47, hội cờ đỏ, vân vân. Tên chính thức của dư luận viên ở nước Tàu là võng lạc bình luận viên, hay còn gọi là người bình luận trên mạng, cũng gọi là võng lạc duyệt bình viên, gọi tắt là võng bình viên. Tuy nhiên, quần chúng đã gọi bọn này một cách châm biếm là bọn ngũ mao đảng, tức là đảng năm hào. Vì trong những năm trước đây, bọn này được trả năm hào cho mỗi lời bình luận. Bây giờ thì tiền lương đã tăng cao hơn. Quần chúng cũng gọi bọn này là võng lạc hồng mã giáp. Bọn mặc đồ đỏ trên mạng, hay còn gọi là võng lạc hồng vệ binh, bọn vệ binh đỏ trên mạng. Từ năm 2004, Sở Thông tin Hồ Nam, Trung Cộng, đã bắt đầu bỏ tiền ra thuê những tên dư luận viên chuyên viết comment trên Internet để bênh vực và ca tụng chế độ. Năm 2005, trường Đại học Nam Kinh đã dùng ngân quỹ của nhà trường để thuê những kẻ bên ngoài xen vào các diễn đàn Internet của trường với mục đích hướng dẫn dư luận về phía có lợi cho Đảng Cộng sản. Đến năm 2007, thì đa số các trường học và các công sở Trung Cộng đều có thuê dư luận viên làm việc trên những diễn đàn Internet của họ. Năm 2010, trang web chính thức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Thượng Hải công bố rằng lực lượng dư luận viên của đoàn đã lập ra hơn 200 đề tài trên các trang mạng của những tờ báo và những diễn đàn như Nhân dân, Tân Hoa, Đông Phương, Tân Lãng, Thiên Nhai. Chính quyền Thượng Hải đã khen ngợi đoàn thanh niên về thành tích này, chữ thành tích ở mở đóng ngoặc. Từ năm 2007 đến nay, Bộ Văn hóa của Trung Cộng thường xuyên tổ chức những khóa đào tạo dư luận viên, trong đó những kẻ tham dự phải thi đậu thì mới được cấp giấy chứng nhận hành nghề. Năm 2008, tổng số dư luận viên của Trung Cộng đã lên đến khoảng 300.000 tên. Đến năm nay thì tổng số chắc chắn phải ở hàng triệu, vì mọi cơ quan, trường học và công sở trên khắp nước Tàu đều sử dụng dư luận viên. Thậm chí tòa án cũng thuê lực lượng dư luận viên để chúng ra sức tuyên truyền bảo vệ cho những bản án phi lý và oan trái của tòa án. Nếu bạn đang làm dư luận viên để kiếm tiền, xin bạn hãy suy nghĩ lại. Dư luận viên là một cái nghề ghê tởm, vì đó là một cái nghề chuyên nói láo để phục vụ cho một guồng máy vô nhân đạo. Chính bạn cũng biết thế, cho nên bạn không bao giờ dám công khai tuyên bố rằng bạn là dư luận viên. Tất cả những kẻ dư luận viên đều là những kẻ giấu mặt, giấu tên, làm việc bằng những hành vi lén lút trong bóng tối như một bầy chuột cống. Nếu bạn nghĩ rằng bạn còn là một con người thì bạn hãy vứt bỏ cái nghề ghê tởm này và hãy ngẩng mặt lên, bước ra ánh sáng. Tác giả Hoàng Ngọc Tuấn, Sydney, ngày 3 tháng 8 năm 2015. Trên đây là bài viết có tựa đề Dư luận viên là một bầy chuột cống, đôi điều nhận diện về bản chất nhiệm vụ của bọn bò đỏ này, có tác giả Hoàng Ngọc Tuấn ở Sydney, Australia, ngày 3 tháng 8 năm 2015. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong bài viết kế tiếp.
bao nhiêu gian khổ tràn đầy khổ đau khốn khó thì ta vẫn bên nhau. Quên nhớ chọn một lời thề, quên nhớ mãi chọn chọn một lời thề. Dù tình nhà người đời khen chơi thì ta vẫn mãi 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 yêu nhau không thay đổi. Quên nhớ chọn tình quên.